Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dòng kèn của con sen với cái tên gọi khá là lạ trên thị trường, đó chính là Boogeyman. Mình nói sơ về cái nhãn hiệu này. Nhãn hiệu này thì nó giống như là một cái thương hiệu riêng biệt của con sen. Như của Toyota thì bạn có Lexus, Honda thì có Accord, Hyundai có Genesis. Thì cái Boogeyman này cũng là một cái thương hiệu riêng của dòng con sen và hướng đến những cái trải nghiệm tốt nhất cho người chơi kèn Daytonic. Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn hai cái Boogeyman màu xanh và màu trắng. Giờ mình sẽ mở hộp cái màu trắng trước. Với phiên bản màu trắng của dòng Boogeyman Harmonica Daytonic 10 lỗ này thì cái hộp cũng rất là đẹp bạn. Khá là to so với cây kèn. Toàn bộ hộp thì được làm nhám hết nha. Bạn sẽ cầm sẽ không bị trơn, rất là chắc chắn. Khi mà mình lắc á thì chiều dọc cũng như chiều ngang của nó thì đều không nghe ra tiếng, chứng tỏ là bên trong thì sẽ có cái khuôn rất là vừa vặn với cái kèn. Bên ngoài thì cũng không có gì để nói lắm, ngoại trừ cái này là được dán một cái dán lên chứ không phải là in. Mình sẽ mở hộp ra, bên trong sẽ có cái gì đây. Bên trong là một cái kèn khá đẹp các bạn. Bên trong còn có tờ hướng dẫn, bánh nhung. Ở đây cái kèn Boogeyman, bây giờ mình đang cầm là cây Boogeyman Tomre. Đây, nó ghi bắt bay Boogeyman. Rất là đẹp các bạn. Rồi, mình sẽ ở đây. Thì với phiên bản màu trắng này thì com của Boogeyman sẽ có màu trắng các bạn, còn cái cover vỏ thì sẽ có màu bạc. Các chi tiết thì khá là cứng cáp, cầm thì nói chung là rất là ôm tay các bạn. Đặc biệt là mình thấy là cái ốp này nó được khoét sâu vô trong, cầm rất là đã, cầm rất là ôm. Thì lưu ý ở đây thì mình thấy là nó được thừa hưởng cái công nghệ CNC của cây Devil Blue, cũng là của Boogeyman. Thì ở đây là nó sẽ do là cái ốp này nó khoét sát vô trong cái phần lấy luôn, như thế là nó sẽ có hai cái phần phát âm ở đây, hai bên. Phía trước phía sau đều có nhé. Okay. Thiết kế của hàng Boogeyman này mình thấy là cũng còn hơi đơn giản, chỉ là chữ thôi chứ không có họa tiết gì hết. Com thì được bo bốn góc. Phía sau phần đuôi com thì có cái chữ Boogeyman này, theo sản xuất thì cái này sẽ được khắc chứ không phải là được in, thì thế là nó sẽ không bị bay như là các loại chữ in thông thường ở các hãng khác. Mặt sau thì có chữ B ha, không có gì. Cái này phía hai bên này thì bạn có thể tùy biến tên họ của mình, cũng khá là ok. Cover thì mình cái cover thì mình thấy nó không được đẹp cho lắm, nhưng mà cái thiết kế thoát hơi mới lại tăng âm của nó khá là hay, nó được thừa hưởng từ Devil Blue. Mình sẽ đến cây màu xanh. Với cái kèn màu xanh Boogeyman thì cái hộp của nó cũng đã nói lên được là cái kèn bên trong nó chắc chắn sẽ màu xanh rồi. Hộp thì nó cũng giống như cái hộp màu trắng thôi các bạn, được làm nhám.
trong thì nó sẽ có cái phần ố khuôn định vị kèn ở trên và dưới luôn, thì sẽ giúp cho cái kèn của bạn cố định, không có bị rung lắc khi mà các bạn bị va đập, khá là an toàn. Thì còn cái kèn bên trong đây, kèn đó, thì toàn bộ cái con của nó sẽ được phủ một cái lớp màu xanh. Xanh này mình thấy nó giống như cái màu xanh của đồng nó lên cái ten á, theo mình cảm nhận thôi nha. Thì cái màu này nó được gọi là Vodigin. Thì mọi chi tiết thì nó khá là giống cái màu trắng. Mình có thể thấy được là cái phần hoàn thiện của cái Pokemon này khá là xảo nha, rất là dứt khoát mọi góc, mọi khía cạnh. Đấy là mình rất là thích là cái phần thắt hơi ở đây. Thắt hơi ở đây sẽ làm cho cái âm thanh mà bạn thổi ấy, nó đi ra đều hơn tất cả các phía. Mà đồng thời nó cũng sẽ làm cho cái cover nó khoét sâu hơn, thì khi mà bạn cầm nó được ôm cái kèn hơn, chứ nó không bầu ra như những cái kèn như cái Master hay là Hamster. Cái phần nó bầu hẳn ra, nó được khít như thế này. Dù khít như thế này thì ở phần đuôi của nó vẫn được gia cố hai cái thanh cố định như thế, là bạn không có lo là nó bị bọc hẹp. Sau 2 tuần trải nghiệm cũng như là thổi thử âm thanh của dòng Pokemon thì mình có một số nhận xét sau. Về độ nhạy của lưới gà thì Pokemon đáp ứng tốt, chất âm vang, chắc, khỏe và rất là to nhờ cái sự thoát âm ở 4 phía, 4-5 phía luôn của cái cover, làm rất là tốt cái nhiệm vụ của mình. Khả năng lướt kèn cũng như là ôm kèn thì mình đánh giá rất là cao. Vì khi mà bạn thổi kèn cũng như là biểu diễn thì cái thời gian ít nhất để các bạn chơi cũng như luyện tập là từ 10 cho đến 30 phút. Thì với cái com nhựa cam kính thì cái trải nghiệm của bạn sẽ tốt hơn rất là nhiều so với con hở hoặc kim loại. Còn về khả năng bend thì mình không đánh giá cao lắm ở dòng Pokemon này. Thì khi mà mình mở ra để kiểm tra cũng như là xem thử lưỡi gà cũng như là tấm led của nó thì mình thấy là lưỡi gà khá là mỏng. Thì nếu mà lưỡi gà mỏng thì cái khả năng bend của thằng Pokemon này không có được tốt lắm nếu so với dòng stop. Tuy nhiên thì với một cái lưỡi gà mỏng thì cái độ đàn hồi, độ nhạy của lưỡi gà mình được đánh giá là cao, cũng như là khả năng vang vọng trong của nó. Thì đây là đánh giá chủ quan của mình. Nếu các bạn muốn trải nghiệm cũng như là thử cảm giác âm thanh của dòng Pokemon nói riêng và những cây kèn harmonica khác nói chung thì các bạn có thể đến shop của nhạc cụ di động để có thể trải nghiệm. Xin cảm ơn các bạn.